Xin chào tất cả quý anh chị. Làm lớp chống đinh thì chúng ta sẽ được gì? Đầu tiên, khi mà quý anh chị đi đường dài, đi đường trong thành phố, làm lớp chống đinh thì chúng ta sẽ không lo nghĩ đến việc phải thay cái vỏ xe và phải nằm đường. Đó là những yếu tố mà quý anh chị nên cân nhắc để làm lớp chống đinh, để chúng ta có một hành trình yên tâm hơn, thoải mái hơn. Khi làm lớp chống đinh, nó sẽ không mất cân bằng động, nó không bị chảy xệ, nó không bị hư lòng lớp bên trong. Nếu quý anh chị chưa có rõ về thông tin này, có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại của Khanh 0856 131313. Khanh sẽ tư vấn và giải đáp lại cho quý anh chị để quý anh chị hiểu rõ hơn trước khi mình làm. Khi làm lớp chống đinh, quý anh chị sẽ không phải thay thế vỏ xe, bởi vì khi có đinh nằm vô, chúng ta sẽ rút ra và không cần phải vá lại. Đó là một cái yên tâm dành cho những anh chị đi chở gia đình mình một chuyến đi dài, một chuyến đi du lịch. Khi quý anh chị di chuyển trên cao tốc, đinh nằm vào thì chúng ta sẽ không lo lắng đến việc là nổ vỏ xe, bởi vì lớp chống đinh, lớp cao su này đã bọc cái đinh rồi, nó sẽ không bị thoát hơi. Khi quý anh chị đi đường dài, chúng ta sẽ không phải lo nghĩ đến việc là tìm chỗ giá vỏ xe ở những cái nơi lạ và sợ người ta làm trầy mâm mình, sợ người ta làm siết ốc không đúng lực, rồi sợ người ta mở không đúng cách, vân vân. Đó là những cái lý do mà quý anh chị nên cân nhắc làm lớp chống đinh.